pH Tru Thi thanh mát sảng khoái, hoàn toàn từ thiên nhiên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phần hỗ trợ của Thảo Huyền và Minh Tâm cũng như vũ đoàn Phước Nhảy. Một bản hòa âm tuyệt vời và một tràng vỗ tay thật lớn dành cho OC. Trời đất ơi. Hay quá. Oh my god. Trời đất. Dã man quá. Hay mà chảy nước mắt luôn á. À, mọi người ơi, có ai cho mình cái ở đứng đâu sợ mấy giờ, sợ cao quá. Bà Sen cũng sợ cao, bà May cũng sợ cao. Mà mấy bả toàn hát cao không à. Rồi treo mấy bả lên, cho xuống. Thật sự em cũng sợ độ cao, em lên được em khước không được. Trời ơi, biệt đội áo đen khuôn ngầu. Một tiết mục có quá nhiều điều tuyệt vời. Từ phần trình diễn của O Sen cho tới các vũ công bổ trợ cho bài hát đó. Và đặc biệt là màn trình diễn của hai vũ công với điệu nhảy là Tango và Bossa, tượng trưng cho sự cạnh tranh rồi sự tình yêu mãnh liệt vậy. Hay. Perfect. Bây giờ trước khi đến với phần cảm nhận từ phía hội đồng cố vấn, em xin phép hỏi là mình chọn ca khúc khó như thế này trong một cái đêm thi cũng phải rất là quan trọng, thì chắc hẳn phải có một cái dụng ý gì đó hay là một câu chuyện đằng sau đúng không ạ? Xin mời O Sen. O Sen cũng thấy là mỗi bài hát mà O Sen gửi đến chương trình là một cái nét riêng của con người ấy. Thì con người mình cũng nhiều vai diễn khác nhau ấy. Cái bài vừa nãy cũng là bài về tình yêu, nhưng mà tình yêu của chính bản thân của mình đôi lúc ấy, thì mình yêu rất là mãnh liệt, đôi lúc mình lại thẹn thùng. O Sen thể hiện cái cô Carmen này ba cái tính cách trong một bài. Đấy, cho nên là O muốn thể hiện và muốn phá đi những cái khúc thức đấy. Tất cả mọi người ấy nên cứ yêu trái bỏng theo cách của mình. Đấy là cái thông điệp mà O Sen muốn gửi đến cho mọi người qua tác phẩm vừa rồi ạ. Đức Phúc ạ, em xin phép một xíu thôi, thực sự là em phải dành một cái lời cảm phục cho chương trình. Em có mặt ở đây quá là may mắn. Lần đầu tiên em tham gia một chương trình mà đỉnh đến như vậy, mời được rất rất là nhiều những giọng ca đỉnh tụ hội trên một cái sân khấu này. Tuyệt vời vô cùng. Em không có từ gì để diễn tả về chương trình của mình ngày hôm nay. Em sẽ không gọi đây là nghệ sĩ hay ca sĩ đâu, em nghĩ là một quái kiệt. Master của giọng hát, của kỹ thuật thanh nhạc. Tại vì phải là một người có kỹ thuật thanh nhạc cực kỳ chuẩn, cực kỳ gọi là nội công thâm hậu mới có thể chuyển biến với ba tính cách, ba cái chất giọng khác nhau như vậy. Và phần trình diễn vừa rồi đối với tôi chắc chắn là một tuyệt phẩm và sẽ gây chấn động cả mạng xã hội sau cái buổi phần trình diễn ngày hôm nay, chắc chắn luôn. Mà lần đầu tiên tại The Masked Singer có một nhân vật chọn thể loại âm nhạc là opera để trình diễn. Không phải opera thường mà kinh điển luôn. Anh Tiến Thành thì sao ạ? Tôi nói thật là rất là hãnh diện khi được ngồi ở The Masked Singer ở Việt Nam để được chứng kiến những điều tuyệt diệu của âm nhạc Việt Nam sánh tầm với thế giới. Việt Nam chúng ta phải có những đơn vị đủ sức để tổ chức ra những cái show diễn lớn như thế này, tập hợp lại được những quái kiệt của đất nước này gặp nhau để mới có thể tạo ra được cái điều tuyệt vời vừa rồi đang diễn ra. Nó chỉ có vài phút thôi, nhưng để xảy ra vài phút đó, thưa quý vị, hai vũ công ở trên sân khấu là một cặp đôi nhảy dance pop đỉnh hiện nay. Với đất Việt, VAC, Vion, V-Channel là một trong những công ty truyền thông hàng đầu hiện nay. Cùng với cái cô O Sen này cũng là một trong những giọng ca đỉnh của Việt Nam hiện nay. Và tất cả gặp nhau tại một giao diện. Chỉ để có 5 phút tuyệt vời xảy ra thôi mà chúng ta phải mất đến ngần ấy công sức, ngần ấy con người giỏi gặp nhau. Cảm ơn đất Việt VAC đã lựa chọn làm một công việc cực kỳ khó. Xin lỗi là tôi không biết là làm cái show này với cái tiền đầu tư này có nhận được lời hay không, mà họ vẫn làm. Tại vì nếu họ không làm thì ai làm? Xin cảm ơn vì đã có mặt. Và đó là... Vâng, đầu tiên thì em thực sự là gửi lời cảm ơn chân thành tới ekip sản xuất hay là ban nhạc O Sen đã có phần trình diễn mà phải thật là em bây giờ mới hoàn hồn thực sự. Phân tích một chút góc nhìn giống như em reaction hàng ngày thì thực sự là có một cái can đảm chọn bài như thế này đã là một điều trên cả tuyệt vời rồi. Thứ hai đó là nếu mọi người đang theo dõi chương trình thì mọi người có thể để ý là bài được phân ra thành 3 bố cục. Em thấy rằng là từ lúc em xem đến bây giờ không có bài nào phân nhiều bố cục đến như vậy. Và 3 bố cục này là 3 thể loại khác nhau, là bao gồm cả nhạc kịch, tango,
cả một chút rock nữa. Và cái việc biến chuyển này nó lại đồng thanh phải biến chuyển bởi cái voice xử lý. Và cái quãng của cái bài hát này nó khó nhất là nó điểm mà hát từng cái nửa cung một ấy. Tê 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 mà nó phải hơi staccato, tức là nhá nhá nảy nảy. Rất là mệt và rất là khó. Thực sự là em gần như là đắm mình trong cái âm nhạc ngày hôm nay. Cảm ơn Osen rất nhiều. Osen xin cảm ơn rất nhiều ạ. Thực sự rằng là cũng biết ơn chương trình rất nhiều đã tạo điều kiện móc o từ dưới bùn móc lên. Móc lên o mới được có cái bông sen đẹp như thế, thì bình thường o quê, quê lắm. Đấy, hôm nay o được trang điểm thêm tí, o thấy vui quá. Thế là cứ hát thoải mái. O khiêm tốn quá. Nói chứ cái bài vừa rồi á, thể hiện xử lý tinh tế như vậy. Cái giữa thì hát opera là hát bằng giọng ốc. Đoạn cuối là làm bẹt giọng ra để làm một nhân cách đặc biệt. Cái đó là bài hát vừa chest voice vừa mix voice cho nó dày lên. Thì để có cái kiến thức rộng như vậy về các thể loại âm nhạc, Việt Nam có mấy người? Xin mời Đức Phúc ạ. Trong tháng 7 vừa rồi, em và Osen có cùng diễn chung một show diễn tại Nha Trang không ạ? Có đấy em ạ. Giấc mơ ấy. Osen trả lời cách của em, trả lời phỏng vấn luôn á. Có đấy. Thì cho em hỏi nó một câu nữa được không ạ? Cô Osen đã từng làm ban giám khảo của một chương trình âm nhạc nào chưa ạ? Đây là lần đầu tiên O được ngồi lên trên mặt đất ý. Thế O Sen là thường ăn gì mà hát hay thế? O ở dưới bùn thì ăn bùn chứ ăn gì. Ăn bùn à? Ôi, chốc ra tôi bóc bùn tôi ăn thử. Để được cái dầu nhẹ cũng dám em ăn bùn lắm mà. Đấy. Này O ơi, thế là O Sen ở đây hay ở nước ngoài ạ? Cũng bay như chim ý. Thế là bạn mây ý. Bạn ấy bay trên bầu trời thì O cứ là la theo bạn mây bay ở dưới tầng tí. Nhưng mà sao mà O Sen lại làm bạn với bạn mây? Là vì sao lại chui vào cái clip của người ta? Anh, em cũng muốn nói cái đó luôn. Nói gì đây? Cái sự liên kết đó. Nói thử xem. Cái cô mà em đang nghĩ đến, cô O Sen ấy, là thầy của mây trong một chương trình âm nhạc. Ồ. Chị Hồ Quỳnh Hương à? Là cái người anh đoán hồi nãy hả? Dạ. Và lúc nãy em có thấy là album Vào Đời là của cô Hồ Quỳnh Hương. Ở cuối đoạn clip là xuất hiện Hoang Mang, cũng lại là một cái bài của cô ấy nữa. Thì thế chính ra là bà mây và nhiều chuyện à? Mà tự làm lộ người ta ra. Nếu mà thế thật thì chương trình quá tuyệt vời, trời đất ơi. Nhưng mà em có một niềm tin rằng là Osen không phải người Bắc nha. Lý do vì sao hồi nãy Osen đang nói rất là trơn tru, thì nếu mọi người xem lại thấy tiếng bật cười là vì nói chữ cũng nó bị thành cũng. Cái gì cũng chẳng là sai. Nói chung là họ sẽ nói nhanh quá. Đúng rồi, có khi là đến lúc đó mệt quá ngợp. Không, em vẫn tin. Tiên ơi, tiên nhầm rồi. Tiên ơi. Ôi, quan họ bắt nghe nha. Đó. Tiên tin vào trực giác của mình. Tức là em có nói với chị Tóc Tiên khi mà em xem vòng đầu ấy, hai người em nghi vấn. Nhưng mà sau khi mà nói chuyện với lại nhìn cái cách mà chị O Sen nói chuyện và tương tác với mình ấy, em lại nghĩ ra một quái kiệt khác. Ai? Một cái người mà ngày xưa hát những cái bài nó cũng rất là quái kiệt, kiểu mà chuôn chuôn. À, chị Ngọc Khuê. Mình đã nói là ngay từ đầu là có Ngọc Khuê mà. Cho nên là em rất nghi ngờ. Và cái kiểu nãy giờ em có để ý nghe chị O Sen nói chuyện ấy, nó có những cái từ đệm đệm đó, làm rất là giống cái cách mà chị Ngọc Khuê nói chị chuyện. Chị Ngọc Khuê là một cái người mà chọn toàn nhạc lạ. Mà hồi nãy anh Thành nghe cái đoạn mà hát trầm ở giữa cái bài hồi nãy ấy. Đúng cái kiểu đó luôn. Rất là giống chị Ngọc Khuê. Mà đúng là chị Ngọc Khuê đứng cái dáng cũng rất là hay. Hay cái kiểu mà lạ lướt như vậy. Đúng á. Rồi, đúng rồi. Đúng rất là lạ lướt luôn á. Osen, mình có thể cung cấp thông tin nó vừa phải thôi. Tại vì nãy giờ ban cố vấn cũng hơi lạc đề. Thành thì Thành thấy là hôm nay Osen cũng phớn lắm rồi. Nói nhiều quá này lại lộ ra mất. Đang hay. Vâng. Ôi trời ơi. Chúng tôi sẽ dừng lại ở đây bởi vì là chúng tôi thấy các bạn đi quá xa rồi. Xa lộ à. Và đó hay sao ạ? Thứ nhất là em dựa vào tình tiết là lớn hơn tuổi em chắc là này, nhưng mà lại kém tuổi anh Thành. Mà từ nãy giờ em quan sát không trượt phát nào.
sân khấu này là của em, chắc chắn là người này đó. Xin cho một cái tên. Xin lỗi Osen nếu mà em đoán nhầm. Anh đánh ai? Chị Khánh Linh. Bây giờ sẽ là cái manh mối cuối cùng đây nè. Để tôi coi mọi người chắc chắn tự tin bao lâu. Trời ơi, coi MC phản biện trong vô giọng kìa. Yếu ớt quá. Manh mối. Cứu tôi với. Vòng tròn. Đây là một bức tranh ạ. Virus. Em biết là ai rồi. Đó, cho cái tên đi. Em đến nhà người này rồi. Và đây chính là bức tranh của người nhà người ta. Oh. Ngay tại phòng khách trên cái sofa luôn. Đây em, cái bài gió hết à. Chết rồi, chết rồi, là lộ rồi. Lộ quá. Anh biết đi, anh biết giấy đi. Hơi vội, hơi vội. Hơi thiệt, vội. Mày đặt chi ba cái quỷ manh mối được ra nó toàn lộ không. Mà tại sao là bức tranh này là manh mối của Osen ạ? Ờ, thích của Osen là thích cái vòng tròn. Đây là chữ O đấy, Osen. Đúng luôn anh Thành ạ, với là ngày nào O cũng phải nhìn vào cái vòng tròn này để luyện tập mình. Làm sao để tóc của O nó rộng như cái vòng tròn này thì lúc đấy mới là thành công ấy. Wow. Hại não nha. Quá hại não luôn. Nói chung O là một cái đề tài tranh luận nặng đấy. Tôi thì tôi không biết sao, nhưng thật sự trong trái tim tôi thì tôi muốn O phải có mặt trong đêm chung kết. Tôi chỉ nói thế thôi. Trời ơi, đa tạ anh Thành. Và cái đấy còn tùy thuộc vào sự yêu mến của tất cả khán giả. Không ạ, nó tùy thuộc vào O có nói ra thêm thông tin hay không thôi. Thế ạ. Và thế này, vì quá yêu mến O đi, cho nên là nếu như O vào vòng trong, ước gì O có thể hát bài Rebecca. Ôi dồi ôi, bài đấy mà được dạn dựng trên sân khấu này ý, chỉ có mà chảy nước mắt. Và O Sen cũng sẽ thông báo rằng đây là tác phẩm nước ngoài duy nhất O sẽ hát trong chương trình, bởi vì O rất yêu Việt Nam và tự tin là những sáng tác của các nhạc sĩ Việt Nam vô cùng tuyệt vời. Bảo O đến đây để truyền cảm hứng cho chính mình và cho mọi người, bởi vì mình là người Việt Nam. Ok. Trời ơi. Đoạn này về hiệu ứng tỏa sáng nhưng mà. Thì thôi. Thì thôi vậy. Nhưng mà bây giờ thì Virus là có vẻ là đang suy nghĩ về một nhân vật. Nhưng tôi phải đề nghị anh Virus đưa một cái đáp án cho anh Huy, anh giữ trong ngân hàng của anh. Chứ phải không thể cứ úp úp mở mở với khán giả truyền hình như thế. Khán giả chúng ta lại ủa em đấy. Bảo mật thì phải có cái điều với chúng tôi. Phải nhờ ngân hàng giữ tiếp. Rồi vâng, đây em sẽ gửi đáp án của em. Em chị thân lắm, mọi người đừng lo, sáng nào ăn sáng với nhau mà. Em nhớ nha, có gì là chị về chị xử lý đấy. Gì? Gì đấy bác? Sao cười? Sao lại cười? O ơi, O có muốn coi cái tên mà người em thân thiết viết về O không? Có chứ, mà đọc O mà rõ ràng lại cho. Anh Huy ơi, thôi anh Huy ơi. O bảo đảm coi xong cái tên này là tình chị em chấm dứt nè. Này thì thế giới sân khấu này là của em. Không đủ tự tin hay sao, viết nhỏ xíu thế hả em? Bây giờ đến thời của O phải vô nghiệm với chồng tròn của mình rồi. Cũng nên nghiệm lại một số mối quan hệ chị em. Xin mời biệt đội áo đen cool ngầu VIP hộ tống O Sen về áo sen của mình. Xin mời.